Sau đây chúng ta sẽ đến với một tiết mục. Sau khi tiết mục rock rất là tuyệt vời vừa rồi, rất là sôi động vừa rồi, thì chúng ta sẽ đến với một tiết mục tưởng nhớ tới vua nhạc pop Roberto Carlos và Michael Jordan. Chúng ta sẽ đến với bài Michael Jackson Bay Xa. Vào đi, ta giới thiệu nó ra. Ông kia, chưa xong ra ra, quỷ sứ. Bài hát Michael Jackson Bay Xa do nhóm nhảy Thanh Lầu FPT Arena 2 trình bày. Xin một chào vỗ tay dành cho Michael. Thu hút một lượng xem thật là khổng lồ, thu hút đến 15 lượt người xem và bình luận rất là nhiều. Cho nên là